có nhiều đâu. Trời ơi, đi ăn chung với tiểu đậu đâu có làm vậy được chứ. Chỉ là ăn chung với đợi gì chứ là phải kèm chế với ăn mới từ từ thôi đúng không? Ăn ăn từ từ. Bốn cây móng, bốn cây bía, bốn miếng cầu. Nãy nó 10 cái bía giờ còn 4 cái bía gì? Thôi, bía là cái miếng nó giống da bò. Tại vì ảnh đàn ông mà ảnh sức ăn, ăn của ảnh. Má này hay thêm bớn lắm, bà không ăn trên clip tôi thấy bà ăn dữ hơn ổng á. Thôi má, mẹ tao thổi tao còn gấp cho định tâm đâu rồi. Rồi bà có thổi không? Đó, định tâm đâu rồi. Theo gái rồi. Đuổi nhất định không về, nghe mặt chở tao quay đầu xe lại nữa. Môn, nói đi ổng môn. Thôi mê gái lắm. Vô ăn hủ cái gõ mê hai con nhỏ đứt bận nữa. Trời ơi. Nghe nhỏ nó ót vô đứng quay hoài luôn. Trời ơi. Rồi chiều thấy nhỏ nó vô quần quay tới. Vậy là chương trình là bả ghen á. Bả ghen anh á. Cái này chương trình là tiết lộ bí mật. Ờ, chương trình là như là dạch trần. Chuyện chưa kể. Dạch trần anh Hưng vậy đó. Có bên Hưng bị anh Hưng đính chính có không? Chắc có, vẫn bị nói á mọi người. Giờ nó uống nước, tao uống nước không à. Tao kêu định cầm lấy hai ly nó trộ quá nó không cho mình cầm lấy. Quê ăn bánh nó chạy qua bên tầm. Đi điểm không? Phải không mập? Hôm qua nó ăn sao? Mập đâu ăn mập ngó miệng cái nó bắt hồn tại vì ăn chậm. Ủa mập rồi lấy áo mưa rồi hết chưa? Áo mưa gì? Bao mưa á. Áo mưa còn nên anh chị. Còn để dành cho kêu anh lấy một cái anh lấy cho tụi nó. Chất đậu xẹo mưa ở đâu không? Sao không trời mưa? Đưa lại cho anh mập đi. Tao bị tim triển mà. Còn cái áo mưa của bà là áo mưa nhỏ, áo mưa lớn. Mà lộn á nha, có hai loại áo mưa luôn đó. Hai sai. Áo mưa trái tim đàng hoàng, đứa nào cũng có trái tim. Dạ bữa cái áo mưa trái chuối mà bỏ trong túi đâu. Ờ, trái chuối nào má, có đâu. Có áo mưa trái chuối nữa, hai loại lượng. Có đâu má. Con ở đây là đứa nào cũng trái tim. Lâm hai vai lãnh lầu đồ gì nhất á. Lâm gì? Lâm hai vai. Con lại má, má kêu giùm con chữ Lâm A Phan. Lâm A Phan. Ừ, tự nhiên má đổi tên ta Lâm hai vai, tôi kêu bà chồng thị trịch đó nha. Rồi. Tự nhiên bà sửa tên của ta. Lâm hai vai đi. Thấy chưa đó, kêu ta Lâm hai vai, ta có vợ, có con nè, ngoài kêu Lâm hai vai. Thì cách vô nữa. Lâm A Phan. Ừ, má kêu Lâm hai vai. Vậy tôi muốn chết kêu Lâm hai vai. Nước của ai để nước của khách. Trời ơi, ơi. Uống đi đâu. Bia bà nội. Nước ngọt. Trời ơi, tôi giờ mới nào tôi biết cái nào bia nó nè, nước nè. Nước nè. Bây giờ hỏi đi. Chai công ta cắt nước nữa chai. Nhưng mà uống cái này nước nó sẽ rút bớt. Giờ đổ nước đó vô cái chai đó đi kìa. Ờ. Uống đi. Tôi dở vậy chờ. Ờ. Đó. Đó. Ờ, toàn ngắt mới nhớ nè, có nước rồi nè. Giờ ổng uống nè. Bia. Thôi bây giờ đút chanh cho bà ăn đi nè. Thôi, bà tiểu đường cho bà ăn chanh đi. Chứ kính lấy đồ của khách chú dê nước ăn luôn á. Ê, bậy thì bà không lấy đồ của khách nha, không cái nào cho nào cúng hay không. Tao giả vô mặt mày kính cho con này ăn nha. Chị Kiều ơi cho tao. Tao cho anh nó ăn, mày nổi cái gì âm ra nó không ăn. Tao không ra nè. Ủa gì chứ? Giờ nói thiệt bây giờ không có khách đi về hồi nãy gì chứ bà đó bà đòi nợ gì chứ là gì chứ thiếu nợ bà thiệt không? Không có đâu. Cái gì nữa nhìn mặt tôi đâu có em biết bà đâu. Chứ sao bà đòi nợ bà nói bà có giấy nợ mà. Ờ giấy giấy chứ. Nói chung có nợ đâu được giao quán như ngay chứ. Mà bà có ký tên gì của người ta không? Không. Đâu biết bà đâu ký tên. Bà đó hồi xưa chứ. Khi lâu quá không nhớ. Ôi. Lâu lâu hoài. Không, bà có nói đàng hoàng luôn, bà nói là hồi xưa bà chưa là bán vé số là bà làm gà, bà mượn người ta 5 triệu. Làm gà luôn. Bả là hồi xưa bả làm gà mà. Mình hãy nghe tôi Phương xin gì chứ có nhẹ quá. Cái gì? Mày nghe lời của ông ngoài con quýnh mày nha. Trời ơi. Nhìn chuỗi vào la ổng dữ vậy. Trời ơi, mày khám bệnh. Không nghe lời của Phương. Giờ đang vui mà dễ gì chứ. Về hay là ăn hủ tiếu gõ. Ăn hủ tiếu gõ có sức đi khách sạn. Vì chất chính vì chất nói luôn chứ ai nói. Nói trên clip luôn nè. Nó đi theo gọi, nó ghen. Hay mẹ trở về. Mẹ ăn bơ, ta ăn hủ tiếu gõ. Ta ăn thịt dắt á, đứng nó dịch. Qua ngày sau, nó nghe cu với con đi ăn lẩu. Nó cũng chơi canh canh nữa. Cái nó nghe làm trả tiền, cu trả cho nó xong. Biết nó sao bớt 100. Trời ơi, tới quá mẹ ăn gì mới chậm. Trời ơi, tố bà Hưng quá trời, tố bà Hưng quá trời luôn. Tại vì chất dẫn mấy anh đi ăn hả? Ờ, dẫn đi ăn. Mà dẫn không đi vô. Có thấy người đứng tàu kể nghe. Thôi vậy giờ dẫn đi. Rồi đi, chất ơi, đi chất. Dẫn con cái Lưu Phương đi. Chơi lớn luôn nha. Dẫn hai người này ơi. Với mấy người YouTube nữa. Tụi con theo nhìn miệng. Ờ. Không quá ăn rồi. Thì bây giờ ăn nữa, ăn chưa ăn con chết rồi. Bỏ vào hồ mụ
100. Ờ. Rồi, hai đứa mình thôi. Thì ba đứa mình nè, ba đứa mình với lại năm anh YouTube. Chuyện ba chúng mình đúng không? Ủa ngồi riêng đó đâu, không có ngồi chung. Bây giờ không ăn dữ lắm. Ăn ít thôi, ăn mỗi rượu tô thôi. Tôi em mình ăn mình tôi ăn là ba tô rưỡi nè. Tôi đang đói bụng nè má. Trời ơi, một cái nồi có 500 ngàn mà má ăn ba tô rưỡi. Vậy đó. Bây giờ bà cho tôi mượn 500 đi rồi tôi khỏi. Trời ơi, mời cái ngày tâm bệnh nè. Trời ơi. Mai, mai mấy giờ đi khám bệnh? 4 giờ. Rồi bác sĩ khám rồi có chạy đâu má. Sợ rồi. Giờ kiên Lâm dắt đi, Lâm sợ lắm. Đúng rồi má, tôi sợ bà nói kiên Lâm. Lâm nó sợ lắm. Vô mà đi siêu âm mà. Đợi sáng tới chiều à, chứ không hết đâu. Ai cũng sợ. Đâu, đi chức muốn cái anh kia đi, cái anh chở chức thường đó. Cái anh nào chở chức thường đó kêu anh nó đi theo chức chứ bây giờ Lâm nó còn có chuyện 500 ngàn mà đi một tuần nay nó sợ quá, nó muốn đua nữa. Ủa sao? Lâm bên sớm vậy. Tự nhiên nói Lâm nhìn nhỏ nào mà có cái cục như đây là nhỏ là BD vậy má. Không, nhỏ đó khám với tôi, nhỏ bị trong đây cái cục cũ quá. À, tôi tưởng đâu con trái cổ của BD. Có, Lâm nó ngồi kế nhỏ. À, là bà ngồi trên đùi ông bác sĩ? Không, cũng ngồi ngoài đây. Đâu có ngồi đùi bác sĩ. Thì sao ai nói bà ngồi trên đùi bác sĩ bà nhúng thôi. Nhúng gì má. Ủa nó nghi trước đi khám người ta có biết gì chứ con. Biết. Mấy thằng trên đó nó ốp gờ, không cho quầy. Nó lên người ta đâu có cho quầy đâu. Ai lên? Nó là ai? Ờ bà xuống lắm đó nha chị. Bà vô bà khám bệnh bác sĩ đưa cây kèn cho bà thổi luôn nhớ không? Ủa vậy hả? Không có đâu má. Sao bữa idol hôm nay bà thổi kèn bác sĩ? Trời ơi má, chết đi, nó lấy cây kèn nó chích tao nó chặt cây kèn. À cây kim má ơi, vậy má nó cũng mát miệng đó, nó má nó cầm cây kèn má thổi. Cây kim. Ờ. Kim bự không chết. Mợ nổi tiếng là đi khám không có tốn tiền luôn đó. Ủa trong bác sĩ trong bệnh viện ta biết bà không? Biết. Mấy thằng bắn mắt biết. Kim kim biết. Mấy bắn mắt thôi, ốp gơ lên đi làm nhẹ nhẹ cơ. Ai kêu bằng ốp gơ rồi? Ờ, mãi chẩn kêu ốp gơ. Ủa cô con cái chim chiên nè. Cũng làm nhẹ. Ủa cô con cái chim chiên. Cười như cá cũng đi cười. Có làm nhẹ tay không? Nhẹ. Điều tay, điều tay. Lên nói chuyện, ừ, cái chồng. Ủa lẹ vậy? Nó bắn cái gì? Nhớ cảm ơn người ta. Đó nhớ. Bây giờ sẵn tiện đi, cảm ơn đi. Cảm ơn chị y tá với chị bác sĩ đã nhẹ tay cho em. Bác sĩ là nam. Đâu có quay đâu. Nhưng mà mấy anh y tá với bác sĩ đâu có coi clip, có coi clip là thấy gì chứ ở trên trển. Không có nhẹ tay đâu. Nó nè, mọi người nhớ ơn tôi nhẹ tay giúp cho tôi. Ờ, nói đi. Ngày mời khám bú. Bây giờ ngày mời khám bú thì bây giờ nói đi. Rồi ngày mai thì bác sĩ mắc á. Thì bây giờ bà nói sẵn, bây giờ bà nói bệnh viện muốn ta coi chung hết. Ừ. Bệnh viện kia. Biết là bệnh viện đi nhưng mà những người đó cùng xem hết. Ừ. Rồi sẵn thì cảm ơn. Nói đi cảm ơn. Cặp ca lại là cảm ơn nha. Ngày mai em khám bệnh mấy anh chị bác sĩ nhẹ tay cho em. Ngày mai em khám bệnh bú. Mốt có khám bệnh 115. Ý là bác sĩ nhẹ tay em. Làm gì nhẹ. Nhờ bác sĩ cứu giúp cho em. Ờ. Nhờ bác sĩ cứu giúp cho em. Thì bây giờ sẵn tiện em thay lời xin lỗi em cho Minh Tiến với Hùng Vua một người giả vô mặt em ba. Không. Không làm gì giả. Lấy tinh thần mà. Thôi. Động lực. Tinh thần kiểu gì ta mới bắn mắt là tinh thần. Nhưng mà ý là động lực thôi, động lực. Thôi, động lực giả. Sự sợ hãi. Không. Thì Minh Tiến giả đi, Minh Tiến nhẹ tay. Thôi, thôi, thôi. Không, không giả không cái rồi. Ờ, rồi cho Minh Tiến hùng đi. Rồi, Tiến hùng đi. Nhắm mắt lại. Bị giống cho Minh Tiến hùng chờ. Chứ bây giờ vẫn đi ăn. Thôi giờ kết thúc clip đi nè. Ừ, Tiến vào á, mặt chở hai người nha. Tấm ba luôn hả? À? Chỗ mày hay ăn gà chiên mắm với anh vậy nó. À biết rồi. Vậy nếu mà chở ba người là bà phải ngồi lên đùi anh mập. Không, ngồi chính giữa mà. Thì ngồi chính giữa là ngồi trên đùi, ngồi trước đó giống em bé đó mà. Ôi, ngồi trước đâu chả lái. Dễ vậy không? Ví dụ bà ngồi lên trước bà kẹt cái gì của ổng không? Kẹt cái giá vậy. Trời ơi, nó tùm lum tùm la. Kẹt cái cục sạc pin. Trời ơi. Bây giờ kết thúc clip đi nè. Bây giờ này chứ đâu có nhà ngại với từ đó đâu là nói nhớ luôn á. Dạ bye bye mọi người đi. Có gì trước mới bye bye mọi người. Dạ em cảm bé cảm ơn ơi gì trước cảm ơn mọi người. Chúc cảm ơn mọi người. Đã thương yêu và ủng hộ em với số. Đã thương yêu và ủng hộ với số. Bữa nay hết sớm, mai đi khám bệnh. Nay hết sớm mời khám bệnh. Cảm ơn mọi người nhiều. Cả viên chuyên nghệ em ban hết nha. Nhớ cảm ơn anh Bình nữa nha. Cảm ơn Bình anh Bình. Rồi mai Bình mai khám xong có đi trốn nợ không gì chứ. Chị Thu nữa, chị Thu Quốc. Chị Thu ở đâu? Quốc hôm qua. Chị Thu cảm ơn chị Thu chưa hôm qua trễ là chị Thu cho bạn chịu trội chạy ngang nè cái dòng lại thấy tôi cái dòng lại nói là idol kêu tôi là idol nói là coi clip của tôi hoài rồi thấy gì chứ dễ thương
bà gửi gì chức coi. Bé Thu đó là em ở ngoài Phú Quốc luận nhưng mà vô đây chơi với bạn trai mà khuya quá không biết gì chức về, chưa giờ gì chức về, thôi em gửi cho chị Hương Phương cho, đưa cho gì chức 1 triệu để gì chức uống thuốc khám bệnh. Nhưng mà nói lại là chuyên Phương giữ 900 đi, đưa Phương đúng rồi. Rồi chị Thu có nói là gì chức nhận xong 1 triệu rồi gì gì chức đưa lại cho Phương 900 rồi đưa cho bà 1 ngày 50 đưa từ từ. Có chị Thu cho 5 nghe mà. Ý là nói chị Phương giữ giùm đưa mỗi ngày 100 thôi. Lại là cảm ơn bà Thu. Cảm ơn bé Thu. Cảm ơn bé Thu. Để nó dễ mang. Tôi vẫn còn còn như vậy. Thôi bây giờ bye bye mọi người nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Cảm ơn anh chị em, cô dì chú bác mình đã thương yêu thời gian vừa qua, mình đã thương yêu và ủng hộ cô chức nè, ủng hộ cái viên chuyên đô phương và ủng hộ quán Lan Quế Phường, ủng hộ Phở Bé Đạt. Thì những anh chị em, bạn bè, cô dì chú bác mình nhớ thương yêu, mọi người nhớ like và subscribe đăng ký nha mọi người nha. Đăng ký kênh của A Toàn Vlog nè, kênh của Đêm Trăng Sáng nè, kênh của Nói Viên Chiên, kênh của Loto LGBT để giúp cho mấy anh có động lực quay thật là nhiều clip, ra thật là nhiều video để mà phục vụ tiếng cười cho mọi người nha. Cá sống là nhờ nước, còn tụi em sống là nhờ tình yêu thương mọi người. Và luôn cập nhật những tình hình vui vẻ hoạt động của Lan Quế Phường mỗi ngày để cho mọi người xem được giải trí hơn. Dạ đúng rồi, thì những clip mà em quay là tiêu đề giống như là muốn giải trí, muốn đem tới niềm vui đến mọi người đó. Đó, mong mọi người yêu thương mọi người nhớ ủng hộ nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Mọi người ơi, gì chất được anh mặc trở về nha mọi người. Rồi lên xe. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy nha, anh mặc rất là tình cảm với chất nha. Bye bye nha, bye bye.